Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được mọi người đã tham gia buổi thảo luận về tiền điện tử vào buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta được biết buổi tin ngày hôm nay là tiền điện tử đã được hồi phục lại và cái giá trị của đồng tiền trong một đêm đã tăng từ 10.000, tăng đêm hôm qua là tăng từ 9.800 và sáng hôm nay là được là 10.000 032 đô. Thì trong những ngày cuối tuần vừa qua thì nó nếu mà xét theo các bảng số liệu thống kê thì nó đã tăng thêm 500 đô. Và những nhà đầu tư và những người holding từ những tháng trước thì bây giờ là có thể có một số lợi nhuận. Việc tăng của Bitcoin thì như đã thảo luận trong những ngày trước và cũng như đã thảo luận trong cái buổi tin và hồi sáng nay bằng tiếng Anh thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã thấy là do cái thị trường biến động của chính trị và sự phát triển của đồng ETH phiên bản 2.0. Nếu các bạn nào mà đã tham khảo những cái tin trước thì là đồng ETH và đồng Ethereum vừa qua là có đợt tăng mạnh lên lên đến 8% từ thời điểm thấp nhất của ETH là vào tháng 3, ngày 13 tháng 3 nó chỉ có 90 đô và ngày hôm nay thì nó đã tăng lên trên 300 đô như như bảng số liệu thống kê. Dạ vâng ạ. Dạ bây giờ mình xin chào tất cả những người đã có trong đường live ngày hôm nay. Dạ xin chào chị Tiên Hồng, xin chào chị Đất Hành, xin chào anh Hạ Sửa Xe, xin chào anh Bảo Thi, niềm vui vào cuộc sống. Dạ xin chào anh Khang Nguyễn, xin chào chị Phương Hà, Family Japan. Dạ. Dạ, em cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi live vào buổi sáng ngày hôm nay và em sẽ cố gắng đều đặn vào buổi sáng hàng tuần lúc 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 8:30 sáng giờ Singapore và lúc đó là 7:30 giờ Việt Nam rồi. Dạ, theo theo như anh Bảo Thi nói là nhà nào có con nai boss từ từ không có khách qua luôn quá. Đúng rồi anh Bảo Thi, con nai boss là giúp chống spam. Nó thì cái việc set up con nai boss thì cũng rất là dễ. Nó thì nếu mà biết cách set up á, thì là nó sẽ không có đuổi khách. Mà nếu mà mình set up nó không có kỹ á, và khách khi khi mà khách sử dụng khách vào mà khách cào phím hơi 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 bị spam mà như con nai như mình đã cài đặt đó thì nó sẽ cho khách là mute dần dần, nhưng mà nếu mà biết cách setup thì nó rất là hay à. Và con nai spot vừa rồi cũng cảm ơn, cũng chào mọi người rồi. Dạ vâng. Dạ em chào anh Hảo, xin xe ạ. Rất vui mọi người đã đến thăm đồ live của em, và nếu mà các anh chị nào mà muốn trực tiếp nói chuyện và muốn lên live chung để mà có cũng phần nào để mà giới thiệu kênh của mình á, thì các anh chị có thể lên lên cái sợi dây em vừa gửi để vào trực tiếp luôn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái phần bản tin hồi sáng cho các anh chị cùng theo dõi. Cũng có rất nhiều tin nói về ETH là nó đang tăng tăng và cái tâm lý của nhiều người á, tâm lý mà của một số nhà đầu tư á, là khi mà giá tăng á, thì họ lại mua, mà khi nó giảm thì họ lại bán.
Cái đó là một cái tâm lý nó hơi cũng hơi ngược đời, bởi vì giá tăng thì phải bán và giá giảm thì mua. Thì bây giờ nó trong giai đoạn tăng thì mình có thể bán một dần một ít, nếu không phải bán hết thì bán dần một ít, để mà nếu mà nó giảm thì mình có cơ hội mình mua và mình kiếm lời thôi. Còn nếu mà bây giờ mà nó giảm á, nếu mà bây giờ nó mình đã lỡ bán và nó tăng nữa thì mình vẫn còn một ít còn lại để mà bán một ít tiếp. Cứ cứ như vậy thì cái lợi nhuận của mình sẽ được sinh sôi thêm. Và nếu như những ai mà chưa có gì á, tức là chưa có chữ tiền điện tử hoặc là chưa có sử dụng, chưa biết gì á, thì mình có thể từ từ mình nghiên cứu và mua, nếu để an toàn nhất á, thì trước tiên thì mua những đồng top 10 hoặc là top 5, top 10, top 5 hoặc top 10, để mà giống như dạng là bỏ ống heo, chứ không phải là mua hết tất cả, là mỗi ngày mình bỏ ống heo một ít thôi, 500 ngàn, 10 nghìn tiền cà phê hoặc là tiền thuốc lá. Thay vì mình uống cà phê, mình hút thuốc lá thì mình mua một ít mình để đó, và khi mà nó tăng thì mình bán một ít đó. Cái đó là cái cách đầu tư làm giàu của một số anh chị về chuyên là chuyên về tiền đầu tư kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số hồi trước mà em cũng đã học, và cũng mong muốn chia sẻ với mọi người để mọi người cùng có nhiều lợi nhuận trong trong cái con đường kỹ thuật số. Và ok, thì chúng ta tiếp đến cái phần đã xong cái phần về giá và thảo luận một số tin về giá. Thì trong đó là có những tin liên quan đến chính trị đã khiến cho giá Bitcoin và giá tiền điện tử tăng cao. Thì cái tin cũng là cái tin gần đây thôi, giữa đây là White House Boost to Chain Stimulus nè. Tức là những tin này là đang nói về cái thị trường ở bên Mỹ thì đang có cái chuẩn bị sắp có cuộc bầu cử tổng thống, và việc mà chính phủ Mỹ đang chuẩn bị in tiền, tung ra cái gói cứu trợ nhằm thúc đẩy sự kinh tế đó, thì cũng đã khiến cho cái giá của tiền tự tăng cao, cũng là một phần. Và tiếp theo sau nữa là cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc dẫn đến các sứ quán của Mỹ và Trung Quốc tạm thời đóng cửa, thì khiến cho cái khiến cho là cả thế giới cũng xôn xao, và cái giá trị của đồng tiền nó càng ngày càng tăng. Thì chúng ta đã thấy trong những cái tin chính đây, thì đây là tin là Tổng thống Mỹ đã muốn cắt giảm gói cứu trợ này. Nó cứu trợ là tức là dự kiến là sẽ đưa xét gói cứu trợ xét 1.200 đô cho mỗi người nè. Đây là tin trên CNN, thưa quý vị và các bạn. Và đây là cái và đây là những tin thông thường đó. Cái tin này nói về trong trong vĩ đại dịch, cái anh này có đi du lịch đi ngắm cảnh đường núi rất là hay, rất là đẹp. Ok, thì bây giờ là why you can watch me Disney right now. Cái này là tin về business. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu kênh tên BCC. CNN là của Mỹ, còn BBC là của Anh, thưa thưa các bạn. Chúng ta tìm hiểu tin tin của đây 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 như như đã nói lúc nãy, thì đây là đại sứ quán của Mỹ ở Trung Quốc đã đóng cửa, Chang Yu này. Và đây là những cái thông tin về thời sự, về chính trị thôi. Thì có một số tin về thời sự, về chính trị đã ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Bởi vì sao?
bởi vì nó tạo ra cái tâm lý mọi người thay vì đầu tư vô thị trường stock, thị trường chứng khoán truyền thống thì họ đầu tư vào tiền điện tử. Đó, bởi vì thị trường chứng khoán truyền thống thì phụ thuộc vào mỗi quốc gia khác nhau, còn thị trường điện tử thì nó là phụ thuộc toàn thế giới. Giờ chị Thủy Hồng nói gì em không hiểu chị. Làm lâu đài trên thế giới là thế nào chị? Đây là tin ở Trung Quốc là nói về đây bây giờ chúng ta coi có những cái tin như là tin về cái này là những tin thông thông dụng thôi, thì cái tin mới nổi nhất là tin về có một cái tin thì nói về battery, tức là cục pin á, cục pin thì theo về về công nghệ thì bây giờ mọi người đang nghiên cứu ra một loại pin để thay thế cho cái pin thông thông thường của mình bây giờ. Pin thông thường của mình gọi là pin ion lithium á. Thì cái pin đó là cái tuổi thọ nó rất là ngắn, thì cái pin mới này họ nghiên cứu thì có thể kéo dài tới 1.000 năm. Rất là hay thưa các bạn, để tìm hiểu thêm cái thông tin này nha. Thông tin này cũng là một thông tin về kỹ thuật. Cái thông tin này là thông thông tin về kỹ thuật, thì nó nói là đầu tiên là hãng Sony vào năm 1990 đã có như là đã đạt giải Nobel về về hóa học, đã phát triển ra cái pin, phát triển ra cái cách mà ấy pin cho ngày nay á. Và sau đó thì các nhà khoa học tiếp tục nghiên nghiên cứu và tìm hiểu thêm, và ngày nay là họ đang tìm cách là nghiên cứu cái loại pin dùng cho xe hơi. Nó đây đây là một thách thức trong tương lai à. Và nó hy vọng là nó sẽ bảo vệ môi trường. Nó các bạn thấy trong hình nó là một cái xe điện. Xe điện thì hiện giờ là xe điện cũng là một trong những cái giải pháp bảo vệ môi trường trên thế giới. Ở Singapore thì cũng đã có những công ty sản xuất dòng xe điện này và cho thuê cho cộng đồng. Nó thì mọi người là có thể tới và dùng cái thẻ tín dụng của mình để mà thuê cái xe này chạy chạy, và khi mà gần hết điện đó, thì lại những cái trạm điện giống vậy để sạc thôi. Thì cái thông tin này là thông tin là giúp các nhà khoa học nghiên cứu và tìm hiểu thêm những cái giải pháp để bảo vệ môi trường thay vì là sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch từ dầu hỏa. Và đồng đồng thời là cũng đây để hạn chế rác thải, đặc biệt là những rác thải kim loại rắn đã gây ảnh hưởng môi trường rất là nhiều. Hình ảnh các bạn thấy là những cái cục pin pin đại đã sử dụng và nó không thể nào mà được tái chế. Đây, nó rất ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh chúng ta. Và sao lại có hình trái sầu riêng ở đây ta? Magnesium super captain good resin material the bone to fall. Trong hình này họ nói là trái sầu riêng tức là nó có một cái mùi rất là đặc trưng và có thể làm một cái tức là cái khí của nó đó, là có thể tạo ra một cái super capacious này. Để mình tìm cái nghĩa sát nghĩa nhất của từ super capacious kia. Đây là tiếng Việt siêu tụ điện,
nó super cấp đó. Particle là cái khí của từ trong trái sầu riêng có tạo tạo một cái tụ điện gọi là siêu tụ điện đó, là khiến cho cái việc mà nhiều người là pin là bình thường, một là một cái pin nó là một cái tụ điện đó. Thì bây giờ là các nhà khoa học đang tìm cách để mà sử dụng cái khí của trái sầu riêng này. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục. Và trên hình các bạn thấy là cái trạm không gian ISS của trạm không gian ISS của Mỹ, thì hiện tại là trên trạm ISS là dùng năng lượng mặt trời. Và như chúng ta thấy á, thì là năng lượng mặt trời thì nó cũng nạp vào pin. Thì bây giờ là cái việc mà phát triển ra cái hệ thống cái giải pháp mà pin hiện giờ là chúng ta thấy là generate Dynamic Battery, là cái pin nhỏ dạng pin AA đó, thì là 1,8 V nè. Thì bây giờ nếu mà dùng lại pin carbon đó, là có tuổi thọ lên tới 5.000 năm. Và chúng ta có thể là ngạc nhiên rằng nếu mà cái pin này mà làm, người ta nói là cái pin này làm từ diamond, làm từ kim cương, thì nếu mà cái giá trị mà người ta lấy kim cương để mà làm pin thì nó hơi xa xỉ quá, nó hơi xa xỉ, và nó sẽ khiến cho cái giá thành của pin sẽ trở nên rất là cao, rất là cao. Dạ xin chào chị Trinh Ngô. Xin chào anh Trần Cảnh Official. Dạ rất vui mọi người đã ghé thăm đường live của em. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục những tin về kỹ thuật và những tin khiến cho cái khiến những tin về thế giới đã khiến đã tác động đến thị trường đã tác động đến thị trường tiền điện tử ngày hôm nay. Thì nếu mà ai mà chưa biết về tiền điện tử thì có thể tìm hiểu dần, bởi vì đây là một cơ hội lớn cho mọi người để bỏ ống heo thôi, chứ không phải là đầu đầu tư để trở thành triệu phú hay là tỷ phú gì cả. Thì trong tương lai thì thay vì mình tiết kiệm để mà có một cái khoản, thì mình có thể mua để bỏ ống heo một một khoản. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái tin tin trên coi coi grab ha. Bitcoin business news. Giờ ta vô phần Bitcoin news thì cái tin này là cách đây 3 tiếng đồng hồ. Bitcoin rally 10 yes. Yeah, that's right. Ok, cái này 3 tiếng này, cái tin này cũng mới vừa gần đây nè. Tin này cũng rất là hay. Nó cũng nói là các thông tin thì cái khi mà cái giá của tiền điện tử, giá của đồng Bitcoin tăng trên trên 10.000 thì nó không có làm rung động, không có làm lay động những nhà đầu tư, những người mà đang nắm giữ lâu dài. Bởi vì á, thật sự 10.000 một Bitcoin thì nó vẫn chưa là cái giá quá cao như như mong đợi, bởi vì tất cả các nhà đầu tư, trên những người mà nắm giữ Bitcoin trên trên thế giới, họ mong đợi cái giá là 50.000 chứ không phải là 10.000. 50.000 trên một Bitcoin nha các bạn, bởi vì đỉnh điểm của Bitcoin là năm 2018 là 20.000 một Bitcoin, mà bây giờ là chỉ có 10.000 thôi, thì nó vẫn còn quá thấp.
vẫn còn quá thấp. Và nếu mà so với cái giá trị thật của Bitcoin là nó phải là 50.000 đến đến 100.000 và cao hơn nữa, bởi vì á tiền đô Mỹ và các loại đồng tiền của các quốc gia đều có thể in ra được. Còn tiền Bitcoin á là nó là có số lượng hữu hạn. Đó, chính vì thế cái gọi là ta gọi là cái khủng hoảng kinh tế hoặc là cái đại dịch này nọ, nó đã khiến cho cái giá trị của đồng Bitcoin nó khẳng định nhiều hơn, bởi vì các nước đang lúng túng là tại sao mà là làm sao để giúp cho người dân vực dậy lại nền kinh tế, thì họ họ chẳng biết làm bằng cách nào, chỉ có in ra thêm tiền, thì cái điều đó thì sẽ khiến cho cái sự lạm phát ngày càng tăng cao hơn đó. Còn còn để mà khiến cho cái sự lạm phát mà giảm đi đó, thì là chỉ có cách là khích lệ và kích thích những kích thích về khoa học và giúp cho những nhà khoa học phát triển thêm những công nghệ mới, những dạ, xin lỗi quý vị và các bạn do trục trặc kỹ thuật nên nên cái livestream vừa rồi nó cũng bị gián đoạn rồi. Thì chúng ta đang đang nói đến cái vấn đề là cái những nhà đầu tư khi mà họ nắm giữ cái đồng Bitcoin, mà khi mà cái giá nó tăng cao á thì là họ vẫn cái giá tăng cao mà họ vẫn không nao núng, bởi vì họ biết rằng là cái giá trị thực của đồng coin nó còn cao hơn nữa. Thì là trong trong bài viết cũng có nói là cái giá Bitcoin trong cuối tuần vừa qua là nó tăng lên đến 12.000 luôn trong ngắn hạn, và cái theo theo mô hình thì nó cũng sẽ tăng nữa, và trong và với đồng Ethereum ETH thì nó đã vượt qua khỏi mốc 280, vượt qua khỏi cái giá trần là 280 và đang tiến tới level level mới là 310 đô. Nó đây 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 là cũng là một trong những cái tin là khiến cho thị trường tiền tử rất là phấn khởi ngày hôm nay. Thì chúng ta tiếp tục xem qua cái phần tin về đây. Cái này ngày hôm qua mọi người cũng đã thấy là có rất rất nhiều cái này tin về cái scam trên YouTube đó. Họ họ nè Popular Indian YouTube Gaming Channel got hacked and scam attempt to use all Bitcoin giveaway trick to lure people. Là có rất nhiều cái kênh
gaming của các YouTuber Ấn Độ đã bị hack, và sau đó cái kênh đó được dùng để mà đi scam những người khác đó. Nó scam bằng cách nào thì họ dùng, đây là cái này nó có miêu tả là có một cái YouTuber ở Ấn Độ với 6,7 triệu người đăng ký luôn nha, là đã bị hack, và sau đó là được dựng lên để mà kêu gọi người ta bỏ Bitcoin vào. Và hack happened on the Naga second YouTube channel. Nó đây, my channel is not back with me, I don't know who did it, but thank YouTube for the immediate support. Là cái anh bạn này là một trong những YouTuber nổi tiếng và cái kênh của anh ta đã bị hack. Và anh ta nói là đây là lần đầu tiên biết coi giveaway scam make the way on YouTube. Cũng tương tự như vậy thì cũng có những cái phát cái coi giveaway mang danh của Elon Musk này, rồi những đồng tiền khác để mà scam thôi. Nó và đây là một trong những cái giới thiệu về cái ok. Bây giờ đó thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào cái bản tin tiếp theo. Đây là cái giá, đây là mô hình phân tích giá, cái này cũng rất là hay và cũng đáng theo dõi các bạn. Về cái phân tích giá thì mình cũng thích đọc cái phân tích giá này, bởi vì nó cho ta thấy cái nhìn trực quan hơn về cái giá, và những ai mà chưa biết gì về giá thì có thể tìm hiểu để học hỏi thêm thôi. Mình cũng chưa biết cái này, bởi vì cái này cũng là một cái thông tin quá là hấp dẫn luôn. Đó thì là cái này theo theo mô hình thấy á, thì cái giá này là nó từ 9.000 nè đang lên 10.000. Nó thì có thể là trong thị trường sắp tới thì nó theo hai chiều hướng, một là tăng và hai là giảm thôi. Thì cái điểm lúc nãy là mình đã theo dõi mình xem, thì cái điểm cắt lỗ là 9.800, và cái giá trần, cái ngưỡng mà resistance của nó đó, ngưỡng trên nó là 10.400. Thì nếu mà mình đặt lệnh bán thì đặt lệnh bán ở 10.400, còn mình đặt lệnh mua vào thì mua vào ở 9.800. Đó, đây là cái giá giữa ETH với lại USD đô Mỹ, thì cái giá cũng đang tăng cao. Nó đây đây là mô hình so sánh giá, này là giá Ripple, đồng Ripple thì mọi người cũng đã biết rồi. Đây là giá của đồng Bitcoin Cash, phân tích giá Bitcoin Cash thì cái giá có thể là hầu như là có thể là 217. Còn tiếp theo là giá của đồng BSV là Bitcoin Satoshi Vision, nó biết gọi là Bitcoin SV, cũng là bull luôn, nó được ra dip, được ra giảm rồi. Đây là giá đồng ADA này, rebound 20 ngày EMA là 0.18. Thì đồng ADA cũng mọi người cũng đã biết rồi, cũng cũng seven đó, đứng thứ bảy luôn. Rồi đồng Litecoin thì Litecoin vừa rồi cũng có đợt tăng giá cũng cao, tăng cũng khoảng 7 hay 8%. Nói thì nếu mà mình đầu tư thì mình đầu tư một cách dàn trải, cứ mỗi đồng coin đó là mua một ít mỗi ít, đồng nào tăng thì bán, đồng nào giảm thì mua vào nha. Đồng nào CRO, đồng CERO thì giống như là cái đồng này của Singapore sao, thì là nó có một cái app cũng rất là hay, và mọi người có thể dùng thẻ tín dụng để mà mua hay sao đó. Đồng này rất là hay và cũng rất là quảng cáo nhiều ở Singapore. Avo nè, Ten Rank, đồng này top 10 nha. Đồng này đồng Link, đồng Chainlink cũng hay.
Rất là thú vị. Nó thì tất cả các thông tin kia là được cung cấp dữ liệu bởi HBTC, sàn HBTC. Ok, bây giờ chúng ta bây giờ là cũng đã 1 tiếng đồng hồ rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ở lại và theo dõi cái buổi thảo luận về tiền điện tử. Và không hiện hiện giờ mình vẫn chưa thấy các anh chị nào có những câu hỏi hoặc là muốn đặt cho mình để trả lời thì cứ nhắn, thì trong vòng khoảng vài phút nữa thì mình cũng xin phép được là chào tạm biệt mọi người. Và giờ xin chào, dạ xin chào Hoàng Căng Vlog mới vừa vào rừng live của chúng ta. Ai chưa biết Hoàng Căng Vlog thì mọi người có thể tham khảo và chia sẻ. Ok. Chào Family Nấm Lùn nha. Rất cảm ơn Family Nấm đã tham gia vào buổi live ngày hôm nay. Ok, và bây giờ cũng cũng là đã đến phút cuối của buổi trò chuyện ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi ngày hôm sau. Thì chúng mình cũng cố gắng thảo luận về công nghệ tiền điện tử vào buổi sáng hàng ngày lúc 8:30 giờ Singapore, 7:30 giờ Việt Nam. Và cuộc thảo luận sẽ chia làm 2 phần. Phần đầu chúng ta sẽ thảo luận bằng tiếng Anh, và phần phần sau là sẽ thảo luận và giao lưu bằng tiếng Việt thưa quý vị và các bạn. Và em xin chào tạm biệt biệt tất cả mọi người. Và xin cảm ơn các anh chị đã có mặt trên buổi live ngày hôm nay. Em xin cảm ơn chị Trinh Ngô. Xin cảm ơn Family Nấm Lùn. Em xin cảm ơn Hoàng Căng Vlog. Cảm ơn chị Đất Hành. Cảm ơn anh Trần Trần Canh Official. Cảm ơn anh Bảo Thi Niềm Vui Cuộc Sống. Cảm ơn chị Phương Hà Family Japan. Cảm ơn anh Hảo Sửa Xe. Em xin cảm ơn chị Thiên Hồng. Dạ em cảm ơn anh Khang Nguyễn. Dạ, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trên đường live. Ok, bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả mọi người.